Hello, Duy Nguyễn xin thân ái mến chào toàn thể quý cô chú, anh chị đam mê âm nhạc. Và ngày hôm nay, Duy Nguyễn Studio xin phép giới thiệu đến tất cả mọi người một dòng vang cơ lai số, hay còn gọi đúng hơn là vang số chỉnh cơ, vừa được ra mắt của công ty CA Sound và hiện tại đã có hàng tại Duy Nguyễn Studio. Vì sao mà những dòng vang số chỉnh cơ lại luôn là sự lựa chọn hàng đầu của các hộ gia đình, hay nói đúng hơn là các người chuyên làm tổ chức sự kiện và âm thanh đám tiệc? Bởi vì tính năng đa dạng và chất âm digital, đồng thời rất là dễ điều chỉnh để chúng ta có thể can thiệp ngay tức khắc, không như những dòng vang số để khi chúng ta can thiệp sẽ rất là rườm rà, phải qua PC, máy tính các thứ thì sẽ mất thời gian và sẽ không có tốt lắm cho những người không rành về công nghệ. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng phanh phui thử xem chiếc vang số chỉnh cơ này có gì đặc biệt nhé. Em sẽ quay gần lại chiếc vang Aurex V8X Pro để cho các bạn có thể xem kỹ cái vẻ đẹp của nó. Sẽ dày hơn những dòng vang số thông thường khá. Bởi vì sao? Bên trong là một bo mạch digital 48bit DSP và đồng thời có một cái màn hình LED rất đẹp ở đây để chúng ta dễ dàng hiển thị thông số điều chỉnh. Bây giờ em sẽ tiến hành mở nguồn con V8X Pro này lên nhé. Đấy, thương hiệu Aurex CA Sound. Màn hình LED ở đây là màn hình hiển thị màu rất là đẹp. Quý vị có thể thấy hiển thị rất là rõ ràng những thứ cần thiết để chúng ta điều chỉnh. Đi từ bên trái, chúng ta sẽ có 3 ngõ để cắm micro. Hiện tại em đang để ở giữa hết. Phía ở đây sẽ là menu điều khiển hệ thống, đồng thời chúng ta có thể can thiệp reverb các thứ qua cái phím menu này. Và ở đây là cổng USB để kết nối với máy tính. Đấy, đó là lý do tại sao mà em gọi nó là vang số chỉnh cơ nha. Nó là một cái vang số, nhưng chúng ta có thể chỉnh cơ được bên ngoài. Đồng thời ở đây chúng ta sẽ có núm control để chúng ta edit và chọn chế độ. Như ở đây sẽ được nhà sản xuất thiết lập ra rất là nhiều chế độ, 8 chế độ nhé. Bây giờ sẽ đi từ chế độ 1 nè, Family Karaoke Professional. Đó. Ở chế độ karaoke gia đình chúng ta sẽ có 4 chế độ. Và ở chế độ Option Karaoke là sao? Option Karaoke là chúng ta có thể can thiệp sâu vào, chúng ta điều chỉnh theo ý của chúng ta thì được gọi là Option Karaoke ha. Còn version 4 Pro Karaoke tức nghĩa là phiên bản dành cho những giọng hát cực hay. Đó, chế độ Pro. Và chế độ Meeting Room, chế độ hội họp, hội họp MC các thứ. Và Outside là chế độ bên ngoài để chúng ta khi mà chúng ta chơi sự kiện hay là chơi ngoài trời mà sẽ nhận động gì đó, chúng ta sẽ chọn chế độ Outside. Đó, rất là đa dạng ha. 8 chế độ này là chúng ta đã có thể dễ dàng điều chỉnh con vang số chỉnh cơ này theo cái ý đồ của chúng ta mong muốn. Ở đây sẽ là âm lượng của echo tiếng vang, ở đây âm lượng của micro, và ở đây là âm lượng của music nhạc. Đấy, phía bên dưới các bạn có thể thấy rất rõ, exciter là ban ha, exciter để cho cái âm vực của chúng ta nó rộng ra hơn. Đó, nó tràn ra hai loa, bass mid treble của mic và bass mid treble của music. Chúng ta có thể chỉnh được tất cả các thứ ở bên ngoài này, không cần phải vào sâu bất kỳ một cái gì. Riêng cái phím menu ở đây, chúng ta chỉ cần nhấn và giữ khoảng độ 5 giây là sẽ hiển thị các thông số để chúng ta điều chỉnh delay, reverse và reverb. Đấy, hiện tại nó đang là mặc định 50 hết. Ha. Chúng ta có thể điều chỉnh theo ý của chúng ta, và khi chúng ta điều chỉnh thì tất nhiên nó sẽ nằm ở chế độ số 5, đó là chế độ Option Karaoke. Bây giờ em sẽ mở mic lên. Hiện tại em đã kết nối con mic E3Q16 với lại con vang này rồi. Âm thanh mọi vị đang nghe được là em quay bằng một chiếc điện thoại 100%, không can thiệp bất kỳ một điều gì hết để chúng ta dễ dàng nghe rõ được cái chế độ hát của chúng ta. Thì để thay đổi được cái chế độ hát rất là đơn giản, chúng ta chỉ cần dặn cái nấm xoay edit để mình thoát ra cái mắt đó. Chúng ta chỉ cần dặn cái nấm xoay edit để chúng ta đưa về cái chế độ mong muốn nha. Giả sử đây là chế độ số 1. Hello. 1, 2, 6, 7. Đấy. Echo, reverse và reverb đã được nhà sản xuất tinh chỉnh để cho dễ dàng hát nhất nó. Và các nhà kỹ sư cũng đã nghiên cứu rất là kỹ rồi, cho nên là chúng ta không cần phải điều chỉnh gì thêm. Chúng ta chỉ việc điều chỉnh mic, bass, treble các thứ là ok rồi ha. Bây giờ đây là chế độ số 2. Hello, 1, 2. Ở chế độ này thì echo sẽ ít hơn reverb một tí, nó không có bị delay quá nhiều ha. Rồi chế độ số 3. Hello, 1, 2, 6, 7. Hello. Chế độ này thì reverb sẽ ít hơn echo theo như em cảm nhận. Chế độ số 4. Hello, 1, 2, 6, 7. Chế độ này thì reverb và echo hòa quyện, đồng thời delay sẽ giãn ra một tí để dịu giọng hát hơn, để dành chúng ta hát những bài nhạc trữ tình hay là ballad các thứ ha.
Rồi, ở chế độ option là khi mà chúng ta điều chỉnh thì nó mới có tác dụng. Rồi, version pro karaoke. Hello. Thì ở chế độ này nó sẽ thiên về reverb. Nó sẽ thiên về reverb và echo rất ít để cho nó rõ được cái giọng hát của chúng ta. Đấy. Đây là cái mà rất là nhiều người thích ha, Mixing room sẽ ít tiếng vang. Đó, nó chỉ là một cái dạng room vợt, vợt ngắn thôi. Đấy, các bạn thấy không? Nó rất là đa dạng. Rồi, bây giờ về outside. Alo, bọn hay sâu cũng vậy. Đấy, cái outside này là để khi chúng ta ca ngoài trời ha, chúng ta chọn outside thì nó sẽ bay hơn, nó xa hơn và nó thoát tiếng hơn. Đấy, bây giờ em xin phép em dời luôn cái điện thoại ra xa xa một tí để cho quý cô chú anh chị có thể nghe rõ được cái chất âm của nó. Đấy, bây giờ em sẽ thử chuyển về một cái chế độ đầu tiên để em focus cho các bạn nghe. Chế độ số 2 đi ha. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Tiếp nữa này. Alo, 1, 2, 6, 7. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Cái này thì delay nó hơi nhiều và nó hơi stereo ha. Đấy, bây giờ tất cả các thứ là em đã chỉnh sẵn hết rồi. Micro thì em tăng tiếng chép và bớt một tiếng bass. Đó, nhạc thì em để normal hết. Ở đây hiện tại là cái chức năng FBX chống hú. Đó, là em chưa kích hoạt. Em chưa kích hoạt em tại vì một cái âm lượng nó cũng vừa đủ thôi. Nó chưa thật sự gọi là đột phá, cho nên là em không cần phải bật cái tính năng đó để cho cái giọng hát nó sẽ tự nhiên hơn và nó nụt nà hơn ha. Và các bạn lưu ý khi chúng ta bật FBX lên thì chắc chắn nó sẽ nặng hát hơn một tí và nó sẽ phân tầng, nó sẽ phân tầng ra hai loa, nó có độ trễ nhẹ. Ok. Chế độ professional thì em sẽ hát thử. Alo, 1, 2. Đó, thì đồng thời chúng ta cũng có thể tăng giảm cái effect theo ý muốn luôn nha. Đó, tắt luôn nè, tăng giảm. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Alo, 1, 2, 6, 7, 9, 10. Rồi bây giờ em sẽ hát từ cái chế độ raw và em để 50. Đấy, mic volume 50, music 30. Ok. CA Sound là một thương hiệu rất là nổi tiếng và lâu đời ở Việt Nam rồi ha. Rất là nhiều cô chú anh chị đã mua sản phẩm anh em cũng từ thương hiệu CA Sound. Giống như trước đây em thường phân phối cái dòng vang CA 900i và rất là nhiều cô chú anh chị đã yêu mến cái sản phẩm đó. Nhưng cho đến ngày hôm nay thì hãng cho ra thêm một cái dòng gọi là V8X Pro. Thì em thấy cũng khá rất là nhiều sản phẩm trên thị trường có một cái thiết kế gần giống như vậy. Nhưng mà cái carbon mạch và các thứ bên trong nó sẽ khác nha, không giống như những gì quý vị nghĩ nha. Cho nên là nếu như mà quý vị muốn mua hàng trực tiếp từ chính hãng CA Sound, quý vị có thể liên hệ ngay số hotline bên trên màn hình để Duy Nguyễn tư vấn trực tiếp cho mọi người. Và Duy Nguyễn sẽ bán đồng thời đứng ra chịu hoàn toàn trách nhiệm về sản phẩm cho mọi người nhé. Và tất cả sản phẩm đều được bảo hành cam kết 12 tháng. Đấy, chế độ bảo hành là coi như là Duy Nguyễn lo tất tần tật hết. Quý vị chỉ việc là mua về tinh chỉnh và chơi đó, và đã được điều chỉnh sẵn hết rồi. Chúng ta không rành về âm thanh, chúng ta vẫn có thể mở lên và chọn chế độ để hát thôi ha. Con này được một cái nữa là tiếng sub của nó quýnh rất là căng nha quý vị. Ở đây thì em đang xài con sub 40 đó, và hai con loa 30 để em test dàn đó. Và đây là cái dàn em thường xuyên test nhất và em không đổi tới nữa luôn để em cảm nhận sâu hơn về mỗi cái thiết bị nó sẽ giống nhau và khác nhau điểm nào. Hello. Vì mai đã xa nhau thật rồi, anh biết khi tan bóng đêm bình minh rồi sẽ mang em thật xa. Tôi sẽ vút cực kỳ căng luôn ha. Xin hãy hôn xa, có bóng tôi dưới lối em
chế độ bên mô hàng vừa rồi. Bây giờ em sẽ đổi luôn chế độ bên mô nè. Hello, ngồi nghe. Đấy, cái này nhẹ hơn nè. Thiết bị này theo Nguyễn Studio tư vấn cho tất cả mọi người là phù hợp trong hầu hết tất cả các môi trường. Nếu như mà chúng ta xài cho gia đình, đó, cho gia đình rất tốt. Và chúng ta xài sự kiện, chúng ta cần điều chỉnh nhanh, thao tác nhanh cũng rất là lẹ luôn. Đó, tiếng micro rất là sắc nét nha. Tiếng micro các bạn đang nghe Di Nguyễn cố tình là Di Nguyễn tắt luôn cái echo cho các bạn nghe ha. Tiếng micro của nó phải nói là rất là sạch, rất là sạch và rất là sáng luôn, khá chi tiết, thì rất là phù hợp trong những cái phòng VIP hay là những cái phòng trà chúng ta chơi nó, hoặc là đám cưới, sự kiện, hội nghị gì đó. Đặc biệt có luôn cái chế độ hội nghị luôn, thấy không? Bấm một cái là qua chế độ hội nghị, bấm một cái là qua chế độ để chúng ta hát giao lưu rất là dễ ha. Và Bluetooth trên cái con Aurex này á, nó là Bluetooth 5.0 cho chúng ta kết nối rất nhanh và rất là xa luôn. Chúng ta có thể cầm cái thiết bị điện thoại chúng ta đi trong cái môi trường xa mà không có bị nhiễu sóng ha, không có bị mất sóng đấy. Và phía bên sau sẽ rất là nhiều cái cổng kết nối nha quý vị. Đây quý vị, đấy, hiện tại đang kết nối bằng dây ba lăng ha. Bên đây vẫn còn ba ngõ AV out, đây ngõ dành cho loa surround, đó, dành cho led right. Chúng ta có thể kết nối con này ra loa kéo hay là ra loa vi tính hay là ra bất kỳ loa acti nào đều được hết ha. Đó. Và ở đây là bass out AV luôn nè. Đấy, và những cái cần điều chỉnh đây ha. Đây, bên đây là hai ngõ Aurex in. Đó. Đấy, các bạn thấy không? Rất là tiện lợi. Con này mà nó là full đồ chơi, full đồ hết, không có thiếu bất kỳ một cái cổng kết nối nào hết. Ngõ optical đầy đủ luôn. Ngõ optical đấy nhạc digital ha. Đây, ngõ optical đây. Đó. Quay hiện quay cho cận luôn để cho quý vị có thể dễ dàng thấy ha. Một con vang cực kỳ cao cấp và xịn sò, 48 bit DSP processor, màn hình siêu nét luôn. Quý vị nghĩ sao về thiết bị mà Duy Nguyễn vừa review? Có thể để lại bên dưới comment để chúng ta cùng trao đổi nha. Đó, và các cô chú anh chị gần xa có nhu cầu mua sản phẩm có thể liên hệ số hotline bên trên màn hình để Duy Nguyễn trực tiếp tư vấn và bán hàng cho mọi người. Còn bây giờ xin phép mến chào cả nhà.